Dạ vâng, xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì mình có một cái đèn solar lamp này, thì nó là một cái đèn năng lượng mặt trời. Thì để tách được cái tấm kính này ra thì các bạn có thể xịt keo RP7, sau đó thì tấm keo nó sẽ rời ra và chúng ta sẽ tháo rất là dễ dàng. Bây giờ thì mình sẽ tháo bốn con hai con ốc vít ở hai bên cạnh chéo này ra. Thì tại sao hôm nay mình lại tháo ra thì tại vì là nó bị đứt mất cái dây kết nối từ cái tấm pin vào trong cái đèn năng lượng mặt trời này. Đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ đi nối lại cái dây. Thì nối lại cái dây này rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần kiếm cái dây, cái dây mà màu đen hoặc là màu đỏ, các bạn phân biệt rõ là màu âm, dây âm và dây dương, các bạn đấu vào với nhau là được rồi. Đây, cái đầu này thì nó bị đứt mất rồi. Bây giờ mình sẽ cắt bỏ đi. Đây, các bạn chỉ cần việc là đen, các bạn đấu vào dây đen và dây đỏ, các bạn đấu vào dây đỏ là ok thôi. Nếu như các bạn mà hàn được là tốt nhất, còn nếu không thì các bạn hãy vặn chặt chút kỹ, sau đó các bạn cuốn bằng dính điện là được. Đây, các bạn thấy không, đèn đã đang báo sạc rồi đó, sau đó thì các bạn lắp lại là ok thôi. Đây, các bạn nhìn thấy đèn đang báo sạc rồi. Ok, vậy là video mình hướng dẫn các bạn cách đấu nối lại dây điện bị đứt từ tấm pin năng lượng vào cái đèn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.